Hello với anh em. Thì hôm qua mình thấy Bảo Trì thì có cái event là cựu tình hiện thế, thì được cái vũ khí đó là gấu con lãng mạn. Đây thì mình có một cái có cái vũ khí này được rất là lâu rồi. Nếu mà bạn nào mà có cái khôn thì làm nhiệm vụ hàng tuần được làm 7 vòng á thì sẽ nhận được cái vật phẩm mà tích đủ thì chúng ta đổi cái này ha. Sau khi đổi cái này nó là vũ khí thì chúng ta có thể dùng cái chức năng là đổi qua thành vũ khí hiến sức để đưa nó vô trong cái hiến sức trong này thay cho là đeo thật khí. Cái gấu còn lắm mà đây lên cấp 5 thì nó màu hồng tỏa bát bát như này nè. Thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách anh em cái khôn nha, mình làm cái nhiệm vụ để có đá nhân duyên nè. Để chúng ta tới chỗ cái khôn thì chúng ta xem thì mô tả rõ hơn. Cái này là chưa thành vũ khí hiến sức nha, anh em chuyển cái nó thành vũ khí hiến sức thì mất 200 vàng. Mỗi tuần thì chúng ta sẽ được nhận 7 cái vòng nhiệm vụ này ha. Thì nhiệm vụ là khăn lệ tinh thâm này, làm xong mình sẽ có cái đá nhân viên này nè. Chúng ta phải bơi đi BT với cái người cái không vợ với chồng mình đó, hoặc là chồng mình. Rồi thì nó có nhiều mức đấu thưởng, lúc một thì đấu được mấy pháo hoa thì tổng một viên, 12 viên thì đấu được một tờ trang này, cổng kim sa là hốt hương hình phương trong vòng 7 ngày. Mình thích nhất đó là cái đổi 30 này, mà đổi được thú cưỡi chung với hồng chung vô, hoặc là pháo hoa loại đặc biệt. Và cái cuối cùng là 50, cái này thì đổi được một cái gấu con lớn mạnh này. Thì anh em có thể cái khôn và chúng ta là nhiều một cái khôn để mà đổi cái này ha. Còn hiện tại là đang có email bắn code vật phẩm này. Thì đây là hình ảnh cho anh em coi xuống nữa đó, đâu còn lãng mạn là như thế đó, lên cấp 5 này đẹp hơn này, có trái tim nó bay bay lên rồi, còn cái bay lên nha.